Hello, xin chào mọi người ơi. Hôm nay Chim Cảnh Sài Gòn show nha. Mấy em chào mừng buổi đấu Lạng Sơn đây. Đây là chào mừng buổi đấu Lạng Sơn đây. Chim này tách lồng nuôi được 2 đến 3 tháng hết rồi. Chim đã chững chim và đã đấu vàng được. Cái này thì mình đang đem ra phơi nắng cho tụi nó, thay phiên nhau ba con. Trong nhà thì cũng còn khá nhiều chim. Con này con chim thuộc. Đây bổi đầu đàn Phú Thọ nè. Con này nó hơi nhát, nó phải đang ép lồng nó. Đang ép nó nè. Nhát lắm nhưng mà giọng nó rất là hay. Lấy gì anh? Ok. Cái đó bồ câu ăn anh. Dạ. Cái đó 15 với này 10 là 25. Rồi tiếp tục mọi người ơi. Phía trên này là bổi đấu nè, mình đang ép đó, đang ép bổi đó. Đó trong kia mấy con đầu đàn Phú Thọ nó đang kình nhau nè. Đó cặp Phú Thọ đó nó đang kình nhau đó các bạn. Con lửa thì đuôi 22, mới chút nữa có người chốt rồi. Có người lấy rồi. Rồi quay cái cặp Phú Thọ nè. Chim này 7 tháng lồng à, 7 tháng lồng. Con lửa này đuôi 22 nè. Bên này thì con này là đầu đàn 17 con của Nghệ An đây. Đầu đàn 17 con Nghệ An nè. Con khuyên kia nó bị mất cái lồng rồi, cho nó ở tạm. Cái này lồng tắm này bên shop mình đang bán là cái nan khít nè. Nhốt chim lớn được chim nhỏ được luôn á các bạn. Đó, mình nhốt con khuyên với con chào màu chung với nhau nè. Hai con tắm chỗ. Này con này con đuôi trắng, con này chốt cho khách rồi. Nó có một cọng đuôi trắng. Đây cho mọi người xem cái đây Nghệ An nè. Ở dưới này là Lạng Sơn với Thái Nguyên. Dưới bên này là một bầy Lai Châu nè, cái này Lai Châu nè. Đó, bầy đấu Lai Châu nè. Bầy đấu Lai Châu này mình được 9 con nè. Còn Lạng Sơn với Thái Nguyên thì mình bán gần hết rồi. Đây còn hai con Thái Nguyên. Ấy lộn, Hòa Bình nha các bạn, Hòa Bình với Lạng Sơn nè. Có hai con dài chim là chim Hòa Bình đó, đây Hòa Bình nè, chim bôi đó, với một con đang thay lông là con này nè, còn mấy con này là Lạng Sơn nè. Còn trên này là bổi đấu Nghệ An đây, đây chim Nghệ An đây nè, bạn nào Nghệ An nhìn mẫu nè, đây chim Nghệ An đây, Nghệ An này mình mới về tối hôm qua nè. Này mình đang cho ở tập thể, cái này mới về để tắm cho mấy em nó đã. Sau rồi sẽ tách lồng từng em và chăm sóc theo chế độ. Đây Nghệ An chuyến này mình về được 17 con nha các bạn. Nghệ An được 17 con, chim thì trung chim thôi nhưng mà giọng hay lắm, giọng nó hay, với lại chim này nó già rừng nha. Nó chân lên bốt hết rồi, nó khoảng 2 đến 4 mùa có, trung bình là khoảng tầm 3 mùa rừng rồi á, chân nó già lên bốt đẹp lắm. Đó, cái mẫu chim nó chắc thịt lắm, nó chắc nịch nè, con này đẹp ghê chưa. Con này có gáy ngựa nè, hầu bò nè. Nó không có lân mạnh, nó chỉ đá lân thôi, nhưng mà chim nó nhìn nó chắc chim lắm. Lông nó ôm sát rạc nè.
giọng hay ra giọng hết rồi, sáng nay hót rất nhiều, có thức ăn chuối cam nước đầy đủ. Đây là bổi đón Nghệ An, đây bổi đón Nghệ An đây. Bầy này cũng ba con nè, ba con, nhưng mà cái con lúc nãy trong cái lồng tắm nhốt với con khuyên á, là con đầu đàn á, mình bắt ra rồi, con đó con đầu đàn là mình bắt nó ra rồi, còn lại hai con ở đây đó, còn lại hai con nè. Đây chim bồi đống Nghệ An đây đó. Hàng này thì chốt cá lắc chiều mình đi miền Tây nè, mấy anh em dưới miền Tây mình gửi đi miền Tây nè. Đây là cám nha các bạn, cám. Còn chim thì mình chỉ đợt này là mình đang bán shop, đang bán bội đấu, chủ yếu là bội đấu các vùng miền, bội đấu các vùng miền. Quảng Nam thì mình chỉ còn mấy con thôi, chỉ còn được mấy con trên lồng Quảng Nam thôi. Quảng Nam hình như là mình đang còn 2-3 con gì à. Đây còn một con trà linh nè, trà linh Quảng Nam đó. Cái này thì bội đấu Phú Thọ nè đó, đây Lạng Sơn nè đó, có con bạch đề nữa các bạn à, con này là bạch đề hai móng trước nè, cái này là Điện Biên Xòe Mềm nè, em này Kim Bôi nè, em này Kim Bôi Hòa Bình nè đó, Kim Bôi đó. Còn mấy em này là Lạng Sơn, đang ép, chưa có nổi bật cho nên là chưa có tên tuổi. Còn đây là chim thi của mình. Mấy con chim thi đang nằm yên đó. Ok, hôm nay mình quay sơ qua cái cửa hàng cho mọi người cùng xem là cửa hàng có chim về nha các bạn. Có chim về. Ba con ngoài này thì rất ok, Lạng Sơn nè, ra giọng ra bộ đẹp rồi. Đây cũng Lạng Sơn nè, em này cũng Lạng Sơn nè. Em này thì chim thuộc vô danh, hình như là Bình Định thì phải, giọng thì rất giống Bình Định nhưng mà cái mặt thì không giống lắm. Em này là chim Điện Biên, em này Điện Biên nè, em này đang còn nhát lắm. Đó, phải thuần, từ từ nó dạng thì bắt đầu mới qua lồng đấu được. Rồi ok, xin cảm ơn các bạn nha. Cảm ơn các bạn theo dõi video sáng nay. Hãy nhấn đăng ký ủng hộ kênh Chim Cảnh Sài Gòn nha các bạn. Cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo nha.